Con có hiếm muộn không? Dạ không. Rồi con sao con không hiếm muộn? Thì con bình thường nó không hiếm muộn. Rồi con có gia đình chưa? Dạ con có rồi. Dạ một. À, một rồi con đâu mà hiếm muộn nữa. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và con được cái gì chia sẻ cho mọi người? Dạ. Dạ con tên là Thái Thị Ngân, con đến từ Đắk Lắk. Năm nay con 28 tuổi. Thì cách đây còn vài tháng á, thì con có mắc bệnh đau chân. Nói chung là đau nặng lắm, con không có đi lại được. Xong rồi con có tới nhiều bệnh viện nhưng mà không có chữa hết. Rồi xong rồi có cái anh họ của con là ở Nghệ An vô. Rồi ảnh cũng có đến đây. Có đến đây thì ảnh cũng có bệnh là đến giá điểm tin mừng. Thì ảnh mắc bệnh là bị cục sống á. Xong rồi ảnh cũng có xin làm thân xót của Chúa hết. Nên là ảnh về ảnh có nói với con thì một tháng trước con có vô. Thì bây giờ con về nhà thì con cũng đã khỏe bình thường. Dạ. Dạ. Con hết đầu chân. Dạ. Đi lại bình thường. Dạ. Hallelujah. Lên, hallelujah. Rồi anh bạn con giới thiệu con đến giáo điểm tin mừng này hay ai giới thiệu? Dạ anh họ của con á. Rồi anh ấy có đạo không? Dạ không. Còn con có đạo không? Dạ không. Cả hai người không có đạo, dẫn nhau đến với đạo. Hallelujah. Rồi hôm nay con đến đây lần thứ mấy? Dạ lần thứ hai ạ. Thưa anh chị em, đúng như là bài tin mừng Chúa nói, 10 người không khỏi sao mà có một người quay trở lại tạ ơn Chúa, mà người ấy là người không đạo. Đây lần thứ nhất cô ấy đến là cô ấy bị đau chân không đi được, cô ra về cô được khỏi. Lần thứ hai là cô đến để cô ấy tạ ơn Chúa. Anh chị em thấy Chúa kiên nhẫn với con người để con người được cứu độ là vì Chúa ban ơn mà người ta không biết tạ ơn. Mà lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là lời tạ ơn lên nói cho mọi người về ân huệ của Chúa, để người ta tin vào Chúa hơn, để họ cũng được cứu giống như cái cô này. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Có chưa? Con mua rồi. Ấy, người ngoại đạo nó còn mua cả máy, rồi người không có đạo thì lại không thèm nghe. Rồi, con này con có chưa? Tâm thư được không? À, con xin cái gì? Hình thờ và hình của Chúa. Con đem về con thờ Chúa. Dạ. Một người ngoại đạo xin hình Chúa đem về thờ, ngon không? Ngon không? Vui không? Sướng không? Hallelujah! 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 Đây con đem Chúa về con thờ Chúa, Chúa chuẩn cho con nhé. Rồi, xin mời ông.